Chào mừng quý vị các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 27/3. Những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam, về đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được gửi đến quý vị các bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, nhiều người hâm mộ bóng đá ở châu Á đã đưa ra phản ứng khác nhau sau khi trận đấu giữa Việt Nam và U23 Croatia kết thúc. Như đã biết là tại vòng 2 Dubai Cup 2022, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có màn so tài với U23 Croatia. Mặc dù rất nỗ lực nhưng thầy trò huấn luyện viên Lee Jang-jin vẫn đành chấp nhận để thua đối thủ đến từ châu Âu với tỷ số tối thiểu 0-1. Chứng kiến trận đấu của U23 Việt Nam, nhiều cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á đã có những bình luận trái chiều. Một tài khoản có tên là Muda Hasibuan viết: Croatia là Á quân World Cup 2018, vì vậy mà ngày hôm nay Việt Nam đã làm tốt trước Croatia. Một người hâm mộ đến từ Malaysia đã gửi lời động viên đến các cầu thủ U23 Việt Nam. Cổ động viên này bình luận như sau: các bạn chỉ thủng lưới một bàn thôi, các bạn cố gắng hết sức rồi. Chúc mừng Việt Nam đến từ Malaysia. Mặc dù để thua nhưng Việt Nam đã có trận đấu hay. SEA Games 31 sắp tới, các bạn sẽ thi đấu chắc chắn hơn, một cổ động viên có tên là Khan Autubo cho biết. Kết quả này thật không thể tin được đối với Việt Nam. Bóng đá trẻ của họ đang phát triển nhanh chóng. Hẹn gặp lại tại SEA Games. Một cổ động viên đến từ Indonesia có tên tài khoản là Dobi bình luận. Quay trở lại với trận đấu, huấn luyện viên Lee Jang-jin đã thay đến 8 vị trí ở đội hình xuất phát, trong đó thì 3 cầu thủ được giữ lại bao gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn cùng hai hậu vệ là Quang Thịnh và Phan Tuấn Tài. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân ở vòng 3 Dubai Cup 2022. Theo điều lệ của giải đấu, đội đứng thứ nhất sau 2 lượt trận sẽ gặp đội xếp thứ hai trong trận tranh vô địch. Tương tự như vậy, đội xếp hạng 3 sẽ gặp đội xếp hạng 4 trong trận tranh huy chương đồng. Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu này, đã có lúc là rất nhiều người nghĩ đến một trận hòa bởi là thế trận rất chặt chẽ của U23 Việt Nam. Song thì một khoảnh khắc xuất thần đã thay đổi tất cả trận đấu. Dù mang tiếng là đại gia của châu Âu ở Dubai Cup, song Croatia, đội bóng trẻ của châu Âu duy nhất tham dự giải đấu này, chỉ sử dụng đội hình dự bị là U21. Đó là lý do khiến cho họ để thua 0-1 trước Nhật Bản. U23 Việt Nam, đây là giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 31, song chỉ là với những sự lựa chọn thứ hai của thầy Park, bởi thể thức U23+3, hơn một nửa đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games sắp tới là những tên tuổi quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến cho các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu hết mình ở giải đấu tiền SEA Games này. Trận hòa không bàn thắng trước U23 Iraq được đánh giá là trận đấu chơi được của U23 Việt Nam khi đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Nhập trận an toàn là điều được đặt lên hàng đầu. Đó là cái cách mà ban huấn luyện đã gò cho các cầu thủ của chúng ta vào khuôn mẫu thay vì để cho các cầu thủ trẻ tự bung sức. Quả tình là việc U23 Croatia không thể chọc thủng lưới U23 Việt Nam là một sự ngạc nhiên lớn với thế trận áp đảo của đối phương. Có lợi thế hơn hẳn về mặt thể hình, nhưng khi hiệp 2 bắt đầu thì sự ngạc nhiên đó đã được giải thích bởi sự chặt chẽ về lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đáng tiếc cho chúng ta là bởi dù thi đấu lăn xả, song lại để thua ở một tình huống khá vô duyên. Benka đã nhận bóng ngoài vòng 16m50, xoay người kết thúc bằng chân trái, quá hiểm hóc, đưa bóng đi sạt cỏ dọc khiến cho thủ môn Quan Văn Chuẩn, dù bay người hết cỡ vẫn không thể chạm được vào bóng. Trận thua này hoàn toàn không phải là thảm họa, mà là lời động viên cho tất cả các cầu thủ trẻ Việt Nam khi nếu được va chạm nhiều với những đội bóng hàng đầu thì họ sẽ có sự trưởng thành vượt bậc. Dù không có những nhân tố đột biến như Quang Hải, Văn Hậu hay Công Phượng ở thế hệ vàng đàn anh. Tạo nguồn lực cho đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games. Các bạn thân mến, càng gần đến SEA Games thì câu hỏi về đội tuyển U23 Việt Nam ngày càng được đặt ra nhiều với huấn luyện viên Park Seo. Thậm chí là ngay cả ở sân chơi đội tuyển thì dư luận vẫn muốn thầy Park phải cho các cầu thủ có được cơ hội ra sân. Thế nhưng bản thân ông thầy người Hàn Quốc cũng muốn các cầu thủ của mình cho ông cơ hội được thấy sự tiến bộ của họ. Việc tạo nguồn nhân lực cho đội tuyển là vấn đề sống còn, nhất là với bóng đá Việt Nam. Sân chơi SEA Games quan trọng không kém AFF Cup, thậm chí là cả vòng loại World Cup. Nói thì mâu thuẫn bởi SEA Games chỉ là địa vực của các cầu thủ trẻ, lại là đấu trường khu vực, nhưng việc thành bại vẫn ám ảnh dư luận Việt Nam. Bởi lẽ đội tuyển U23 không chỉ là lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia mà còn tạo ra tiền đề để cho bóng đá nước nhà thực hiện tham vọng lớn. Thêm nữa thì nói một cách thẳng thắn, dù đang là đương kim vô địch SEA Games nhưng chúng ta vẫn cần gia tăng danh hiệu.
Suốt thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đứng trước yêu cầu là phải tìm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển. Giới chuyên môn cho rằng đội tuyển cần đa dạng nhân sự khi chúng ta có nhiều cầu thủ xuất sắc. Thầy Park phải có nhiều hơn một đội hình để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao. Thế nhưng giữa đổi mới và đội hình trẻ hóa là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bất cứ một huấn luyện viên nào cũng muốn có thêm nhân tố mới, nhưng đặt niềm tin vào lực lượng trẻ trong bối cảnh là chịu áp lực về thành tích là điều không dễ thực hiện. Hơn thế nữa thì các cầu thủ trẻ cần phải chứng minh được sự phù hợp và tiến bộ về chuyên môn thay vì là được vào sân nhờ đặc cách. Thầy Park hiểu được áp lực của dư luận và ông cũng biết mình đang phải đối diện với bài toán về thành tích ở SEA Games. Việc chuẩn bị cho đội U23 ngay từ lúc này thông qua việc tạo cơ hội thể hiện bản thân của một số cầu thủ trụ cột khi khoác áo đội tuyển quốc gia là vấn đề sống còn. Trong trận đấu vừa qua, khi một số trụ cột không thể vào sân thì một số thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã được trao cơ hội. Rất có thể là trong trận đấu tới đây, khi đội tuyển quốc gia có nhiều cơ hội trước các đối thủ mạnh thì việc tung các cầu thủ trẻ vào sân cũng là lựa chọn hợp lý. Các tuyển thủ U23 sẽ có một trải nghiệm quý báu trong sự nghiệp và tin rằng là họ sẽ trưởng thành hơn để phục vụ tốt cho một trận SEA Games sắp tới. Nhận diện 3 tuyển thủ Việt Nam có thể dự SEA Games cùng đội U23 Việt Nam. Các bạn thân mến, ngay sau khi kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho SEA Games 31 và hiện tại ông đã bàn bạc sơ bộ với VFF về nhân sự đội tuyển U23-3. Theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31 thì mỗi đội U23 được phép bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi thay vì là như 2 người ở SEA Games 30. Quy định mới này sẽ giúp cho các đội gia tăng sức mạnh đem đến cho SEA Games 31 những trận cầu kịch tính và hấp dẫn hơn. 3 năm trước, thầy Park cũng từng rất đau đầu để lựa chọn nhân sự cho đội tuyển U22 dự SEA Games 30 ở Philippines. Ông đã lên danh sách gồm 5 người bao gồm Ngọc Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Sau khi bàn bạc và cân nhắc kỹ cùng các cộng sự thì thầy Park đã quyết định điền tên Hùng Dũng sinh năm 1993 và Trọng Hoàng sinh năm 1989. Sự bổ sung này đem đến hiệu quả vô cùng tuyệt vời cho U22 Việt Nam. Sự can trường, máu lửa của Trọng Hoàng cộng với sự điều tiết dẫn dắt lối chơi đầy khôn ngoan của đội trưởng Hùng Dũng đã đóng góp công đáng kể vào thành tích đặc biệt xuất sắc của đội U22-2 của Việt Nam với tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử sau 60 năm đằng đẵng chờ đợi. 2 tháng trước khi SEA Games 31 khởi tranh trên sân nhà, môn bóng đá nam thi đấu sớm vào ngày 6 tháng 5 trước khi khai mạc ngày 12 tháng 5. Thầy Park và VFF đã cùng có sự bàn bạc, trao đổi, cùng thống nhất về nhân sự 3 cầu thủ trên 23 tuổi được dự đại hội lần này. Một số nhân tố xuất sắc được đặt lên bàn cân và thầy Park dự kiến sẽ bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Tiến Linh. Quang Hải và Tiến Linh đều sinh năm 1997. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhận xét, đây là sự lựa chọn chuẩn xác. U23 Việt Nam hiện tại hàng thủ tương đối yên tâm khi có một số gương mặt đang thể hiện năng lực trong màu áo đội tuyển quốc gia như Thanh Bình, Việt Anh. Còn trên hàng công và tuyến tiền vệ, ông Park Hang-seo hẳn nhiên là âu lo hơn vì chưa thể tìm ra những gương mặt thực sự nổi bật. Việc dự kiến gọi Hùng Dũng là hợp lý vì đội tuyển U23 Việt Nam rất cần một thủ lĩnh về tinh thần giúp cho lối chơi trở nên sắc bén hơn. Hùng Dũng có quá nhiều kinh nghiệm trận mạc, công thủ toàn diện và sẽ là cầu nối đắc dụng giữa tấn công và phòng ngự cho đội tuyển U23 Việt Nam. Còn Quang Hải, khả năng giữ nhịp độ trận đấu tạo đột biến với những bàn thắng siêu phẩm bằng những tình huống tỏa sáng để đời. Nếu Hải đi châu Âu mà vẫn tạo điều kiện về nước thi đấu ở SEA Games 31 thì rất tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vị trí của Tiến Linh, trung phong số 1 ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển tại vòng loại World Cup sẽ giúp cho hàng công trở nên nguy hiểm hơn. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games thì trận nào cũng cần phải thắng nên có được mũi nhọn như Tiến Linh là vô cùng cần thiết. Dĩ nhiên thì 3 cầu thủ này có phong độ tốt thì mới có cơ hội dự SEA Games 31. Ông Park vẫn có quyền thay thế nếu các tình huống xấu xảy ra. Câu chuyện liên quan đến Tiến Linh đã gây hồi hộp. Sau trận gặp Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, anh đã bị chấn thương và được đi chụp phim ngay trong đêm với kết luận là không sao. Nhưng kết quả chụp phim mới nhất cho thấy ngày 25 tháng 3 tại bệnh viện Vinmec, chân sút số 1 đội tuyển Việt Nam đã bị rách cơ khép,
Rất may là anh chỉ bị chấn thương ở cấp độ 1 và dự kiến là nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Sau đó thì Tiến Linh đã không đi Nhật Bản cùng đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn có đủ thời gian hồi phục để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hiện tại đội tuyển Việt Nam chỉ có 19 cầu thủ sang Nhật thi đấu ở trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022. Hậu vệ Lê Văn Xuân cũng đã bị lật cổ chân và đã gia nhập vào danh sách chấn thương nên sẽ vắng mặt ở trận đấu này. Cũng trong ngày hôm qua thì đội tuyển nữ đã công bố danh sách triệu tập. Hậu vệ trái Mỹ Anh và là thành viên đã tham dự vé dự World Cup 2023 cũng có mặt. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 27 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.